Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Mẹ hằng cứu giúp, Mẹ đầy lòng nhân lành khuyên mời chúng con, thì chúng con hết lòng triệu mến vâng lời chạy đến cùng Mẹ. Nay chúng con sắp mình trước linh ảnh Mẹ và hiệp tiếng xưng rằng chúng con tin cậy và kính yêu Mẹ. Chúng con hớn hở vui mừng cao rao phép tắc vào lòng nhân từ của Mẹ. Chúng con hết lòng tạ ơn Mẹ vì những ơn Mẹ đã ban cho chúng con, và chúng con cả lòng dám khẩn cầu xin Mẹ ban cho chúng con những ơn khác nữa. Chúng con đã biết lòng Mẹ nhân lành, hằng cảm động khi thấy chúng con mắc phải gian nan. Mẹ hằng sẵn lòng mà cứu giúp chúng con. Mẹ hằng lắng tai nghe lời chúng con kêu cầu cùng Mẹ. Lạy Mẹ, chúng con chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ chẳng phải cho chúng con mà thôi, song cũng cầu xin cho gia đình chúng con. Chúng con phó dâng gia đình chúng con cho Mẹ gìn giữ phù hộ. Chúng con cũng khấn nguyện cho giáo xứ chúng con là nơi Mẹ đã lập tòa nhân ái của Mẹ, cho ai nấy được hưởng nhờ ơn Thánh Mẹ. Chúng con xin hiệp là một cùng hết thảy những linh hồn nhân đức và các giáo xứ trên khắp thế gian đang chúc tụng ngợi khen, tỏ lòng trung thành, tỏ tình biết ơn cùng lòng tin cậy xin Mẹ cứu giúp. Những người ấy, những giáo xứ ấy cũng hiệp một ý cầu nguyện với chúng con và cầu nguyện cho chúng con, thì chúng con cũng hiệp một lòng cầu nguyện với những người ấy và cầu nguyện cho họ nữa. Chúng con khấn xin Mẹ hằng cứu giúp chúng con và những người chúng con đã phó dâng cho lòng Mẹ nhân lành, hầu cho sự hằng cứu giúp ấy nên như dấu thật chứng rằng ơn Chúa hằng chúc lành cho chúng con và chúng con đã được ơn phúc thật Chúa ban. Xin Mẹ ban ơn bình đổ cho những người đã vâng theo lời con của Mẹ kêu gọi. Những người con quan đàng thì xin Mẹ hướng dẫn hối cải. Hết thảy mọi người thì xin cho được ơn soi sáng, được sức mạnh phần hồn, thoát khỏi ưu phiền và được an ủi, được bình an và được cứu giúp. Ấy là bấy nhiêu ơn cần kiếp cho họ như Mẹ đã rõ. Với những ý ngay lành ấy, chúng con cũng xin hiệp với ý riêng của những người có mặt nơi đây và mọi ý ngay lành của những người đã xin chúng con cầu nguyện cho họ. Chúng con xin cho quê hương chúng con, cho muôn nước được bình an hòa thuận, cho cả hội thánh, cho Đức Thánh Cha, cho các đức giám mục, cho các linh mục, cho các tu sĩ cùng những người làm việc tông đồ. Chúng con nguyện xin cách riêng cho những tội nhân, những người đang hấp hối và những linh hồn đang trong chốn thanh luyện.
Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin mẹ nguyện cùng Chúa ban muôn ơn lành cho chúng con, là những người con đang xung vầy xung quanh Đức Mẹ đây. Chớ chi sự hiện diện của chúng con làm vui lòng mẹ và bổ sức cho linh hồn chúng con. Cùng xin ích lợi cho phần rỗi chúng con và phần rỗi anh em chúng con nữa. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, tước phẩm mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào. Nay con sắp mình xuống dưới chân mẹ mà tỏ bày mỗi nỗi thiếu thốn khi này và trong giờ lâm tử, cùng than gian xin mẹ giữ lòng thương giúp, giờ đói nghe nhâm lời con khôn khó kêu xin. Trong những khi ngặt nghèo linh hồn, mọi khi nguy hiểm khốn khó, xin mẹ hãy thương giúp đỡ con. Xin mẹ giúp đỡ con khi phải cơn cám dỗ hiểm nghèo, cho con biết cầu nguyện mà thắng trận. Xin mẹ giúp đỡ con khi yếu đuối xa phạm tội, cho con trỗi dậy tức thì. Xin mẹ giúp đỡ con khi tính hư nó xấu hành hung, cho con trị được nó. Xin mẹ giúp đỡ con khi xiềng tội lỗi buộc ràng, cho con bứt giải. Xin mẹ giúp đỡ con khi xin tội chịu lễ, cho con đừng khốn nạn mà chịu chẳng nên. Xin mẹ giúp đỡ con khi làm việc Chúa giữ gìn hay là cứu lấy, cho con đừng trễ nải. Xin mẹ giúp đỡ con khi đi xin tội, cho con chắc được ơn tha thứ và linh hồn được lành mạnh mọi về. Xin mẹ giúp đỡ con, cho con quyết chí chịu lễ thường xuyên và dũng mình chịu lễ cho nên. Xin mẹ giúp đỡ con khi xem lễ, cho con được mọi ơn ích bởi lễ tế. Xin mẹ giúp đỡ con, cho con năng thăm viếng và chịu lễ thiêng liêng mà kính tôn Đức Chúa Giêsu ngự thật trong hình bánh. Xin mẹ giúp đỡ con khi làm các việc thiêng liêng, cho con đem lòng bền chí và sâu phên. Xin mẹ giúp đỡ con cho con được trung tín theo ơn Chúa gọi và theo niềm bổn phận. Xin mẹ giúp đỡ con cho con giữ trọn điều răn trên hết, là kính mến một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc chúng con. Xin mẹ giúp đỡ con cho con lấy lòng kính mến và vâng nghe thánh ý Chúa trong hết mọi sự Chúa dạy hay là gửi đến cho con. Xin mẹ giúp đỡ con cho lòng con trổ hoa sạch sẽ, khiêm nhượng, chịu khó và thương yêu người. Xin mẹ giúp đỡ con khi cơn bệnh hành trong xác hay là buồn bã linh hồn. Xin mẹ giúp đỡ con khi phải khinh bỉ, khi mất của cải, khi chịu tan chế, khi buồn bực trong gia đình. Xin mẹ giúp đỡ con khi buồn bã ái nái trong lòng và những khi hết còn trông cậy. Xin mẹ giúp đỡ con khi lương tâm sao xuyến mịt mù, cho con được gìn giữ bình an linh hồn và trông cậy Chúa. Xin mẹ giúp đỡ con khi thân thuộc phải cực khốn, cho con giúp được bình an và mạnh sức. Xin mẹ giúp đỡ con cho con gia công làm cho linh hồn người ta được rỗi và nên thanh. Xin mẹ giúp đỡ con cho con cứu lấy các linh hồn trong luyện ngục. Xin mẹ giúp đỡ con cho con hãm mình làm việc phước đức mà giúp các thầy cả, các kẻ giảng đạo cùng các người làm việc tông đồ. Xin mẹ giúp đỡ con
cho con được ơn bền đổ và được dục lòng xin ơn ấy hàng ngày. Xin mẹ giúp đỡ con, cho con trung tín chẳng hề sai mà làm việc tôn kính mẹ. Xin mẹ giúp đỡ con, cho con thúc giục người trong nhà và nhiều người giáo hữu yêu mến và cầu xin mẹ. Xin mẹ giúp đỡ con. Khi con mang bệnh lần sau hết, xin mẹ giúp đỡ con. Khi chịu các phép bí tích sau hết, xin mẹ giúp đỡ con. Khi cơn hấp hối phải chứa cám dỗ hành hung, xin mẹ giúp đỡ con. Khi hơi thở sao hết, xin mẹ giúp đỡ con. Khi đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu là quan xét con, xin mẹ giúp đỡ con. Trong luyện ngục cho con được bớt ra hình và ngày chịu khó cũng bớt lâu dài, xin mẹ giúp đỡ con. Cho ngày kia con tới nước thiên đàng là một cùng cả thảy những người con yêu dấu mà tán tụng Chúa cùng Đức Mẹ, xin mẹ giúp đỡ con. Cho con đưa anh em bổn đạo về đàn kính mến làm tôi mẹ, xin mẹ hãy thương giúp đỡ con. Xin mẹ giúp đỡ con. Lạy Đức Thánh Đức Mẹ hằng cứu giúp xin cầu cho chúng con đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Đức Thánh Đồng Trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp, cho được dục lòng chúng con trong cậy vững vàng, thì con này xin mẹ giữ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hãy thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này, là ơn siêng năng cầu xin mẹ và được lòng trông cậy mẹ như con thảo. Ngõ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đổ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Ngày thứ ba, lạy mẹ hằng cứu giúp, thật con ưa nhìn xem chân dung mẹ rất tốt lành. Thấy chân dung mẹ thì như nghe lời khéo léo cao rao phẩm chức cao trọng mẹ. Con thấy nơi chân dung ấy có khắc tước hiệu rất hiển dinh. Mẹ là mẹ Đức Chúa Trời, con thấy tổng lãnh thiên thần Gabriel là sứ thần Thiên Chúa. Kính chào mẹ đầy ơn phước. Thấy tổng lãnh thiên thần Micael làm cho con nhớ mẹ là đứng thống quản cả đạo binh thiên quốc. Thấy mẹ đang nắm tay vua cả trên hết các vua trong tay mẹ. Các sứ ấy cho con hay mẹ là bà có phước la hơn mọi người nữ. Mẹ là của quý hóa rất xinh đẹp trang điểm bầu thế giới. Mẹ là loài thọ tạo vô song, đã nên xứng đáng làm mẹ ngôi hai ra đời. Mẹ là đứng chẳng vương tỳ tích, là đứng tinh tuyền chí thánh, là công cuộc tuyệt diệu của Đấng Chí Tôn đã tạo dựng, là vực sâu chứa đựng sự trọn lành. Mẹ là nữ vương trên trời dưới đất. Lạy mẹ rất đáng ngợi khen, con vui mừng mà tung hô thánh đức và các sự vinh hiển mẹ. Mẹ cao sang khôn ví đã không làm cho con khiếp sợ, lại càng làm cho con thêm lòng cậy trông mẹ hơn nữa.
vì Chúa đã dựng nên mẹ rất thánh và rất cao quyền phép đổi hay, chẳng qua là để cho mẹ lo phần rỗi chúng con. Lạy mẹ khôn sanh, xin nhờ quyền phép cao cả mẹ ban cho con được ơn con xin cùng mẹ bây giờ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hẳn có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy thanh nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhầm lời. Nhân vì xưa ấy con lấy lòng trong cậy than gian chạy đến sập mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi. Lạy mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một vũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh An Phong Sô, cầu cho chúng con. Lạy Thánh An Phong Sô, cầu cho chúng con. Lạy Thánh An Phong Sô, cầu cho chúng con. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con. Ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết kẻ khốn khó, sắp hết cho các linh hồn trong luyện ngục. Thánh Maria, lại mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh An Phong Sô là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thế ngạc quyết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh